Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 31. Tôi đã có lập ước với mắt tôi, vậy làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh? Vì phần do Đức Chúa Trời ở trên trời và cơ nghiệp do Đấng Toàn Năng ở nơi cao là gì? Há chẳng phải sự tai họa cho kẻ gian ác và sự hư hại cho kẻ làm dữ sao? Chớ thì Đức Chúa Trời chẳng thấy đường lối tôi và đếm các bước tôi sao? Nếu tôi có ăn ở cách dối trá và chân tôi vội vàng theo trước gian dảo, nguyện Đức Chúa Trời cân tôi trên cân thăng bằng, thì Ngài sẽ nhìn biết sự thanh liêm của tôi. Nếu chân tôi trở bước bỏ đường chính đáng và lòng tôi đi theo con mắt tôi, nếu có sự ô uế chi dính vào tay tôi, nguyện tôi gieo và có kẻ khác gặt hái, nguyện thổ sản tôi bị nhổ đi. Nếu lòng tôi bị người nữ quyến dụ, nếu tôi rình rập ở nơi cửa của lân cận tôi, nguyện vợ tôi say cối cho người khác và có kẻ khác nằm cùng nàng. Vì điều ấy vốn tội trọng gớm ghê, một tội ác đáng bị quan xét đoán phạt. Tội ấy là một ngọn lửa thiêu hóa cho đến chốn trầm luân, tàn hại các của cải tôi đến tận cùng. Nếu tôi có khinh duyên cớ của tôi trai tớ gái tôi lúc chúng nó tranh luận với tôi, thì tôi sẽ làm sao khi Đức Chúa Trời trỗi dậy? Khi Ngài đến thẩm sát tôi sẽ đáp sao? Đấng đã tạo thành tôi trong lòng mẹ tôi, há chẳng có dựng nên chúng nó sao? Há chẳng phải cũng một Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta trong lòng mẹ sao? Nếu tôi từ chối điều kẻ nghèo khổ ước ao, gây cho mắt người quá bụa bị hao mòn, nếu tôi có ăn bánh tôi một mình và kẻ mồ côi chẳng có được ăn với, thật, từ lúc tôi còn trẻ, nó cùng lớn lên với tôi như con với cha. Còn người quá bụa, tôi đã nâng đỡ từ khi tôi lọt lòng mẹ tôi. Nếu tôi có thấy người nào thác vì không quần áo và kẻ nghèo thiếu chẳng có mền, nếu lòng người không chúc phước cho tôi và người không nhờ lông chiên tôi mà được ấm áp, nếu tôi có giơ tay hiếp kẻ mồ côi bởi vì tôi thấy có kẻ phù trợ tôi trong cửa thành, nguyện cho vai tôi rớt ra khỏi nơi khác và cánh tay tôi bị gãy rứt ra đi. Vì sự tai họa từ Đức Chúa Trời giáng xuống làm tôi kinh khiếp, và trước mặt sự oai nghiêm Ngài, tôi nào làm chi được? Nếu tôi có để lòng tin cậy nơi vàng và nói với vàng ròng rằng ngươi là sự nương nhờ của ta, nếu tôi vui mừng về tài vật tôi nhiều và vì tay tôi đã được lắm của, nếu tôi có thấy mặt trời chiếu sáng và mặt trăng mọc lên soi tỏ, nếu lòng tôi có thầm mê hoặc và miệng tôi hôn gửi tay tôi, điều đó cũng là một tội ác đáng bị quan xét phạt, vì nếu làm vậy tôi đã từ chối Đức Chúa Trời trên cao kia. Nếu tôi có vui mừng vì kết tàn hại kẻ ghét tôi và hứng lòng khi tai vạ giáng cho nó, trái lại tôi không cho phép miệng tôi phạm tội mà lấy sự rủa xả trù ẻo nguyện hại mạng sống nó. Nếu các người nhà tôi chẳng có nói, ai sẽ tìm được người nào không được ăn no nê thịt súc vật người? Người lạ không có ngủ đêm ở ngoài đường, tôi mở cửa cho kẻ hành khách. Nếu tôi có che tội mình như Adam mà giấu sự gian ác mình ở trong lòng, tại vì tôi kinh hãi chúng đông và e sợ bị họ hàng khinh bỉ, đến đổi ở yên lặng chẳng dám bước ra khỏi cửa. Ôi, chớ chi có một người nghe tôi, này là dấu hiệu tôi ký. Nguyện Đấng Toàn Năng đáp lời tôi, nguyện kẻ cừu địch tôi là một trạng từ. Tôi quả hẳn sẽ mang trạng từ ấy trên vai mình, đội nó trên đầu tôi như một mão triều thiên. Ác tôi sẽ thuật cho cừu địch biết số bước tôi, đến trước mặt nó như một vua chúa. Nếu đất tôi kêu cáo tôi, các dòng cài nó khóc với nhau. Nếu tôi ăn sản vật nó mà không trả giá bạc, làm khuấy khuất nguyên chủ nó cho đến phải chết mất,
nguyện gai gốc mọc thay lúa miếng và cỏ lùng thế cho lúa mạch. Đến đây hết lời của Gióp. Chương 32. Bây giờ ba người ấy thôi đáp lời với Gióp vì người tự thấy mình là công bình. Elihu, con trai của Barakeen người Busi về dòng dõi Ram, lấy làm tức giận Gióp bởi vì người tự xưng mình là công bình hơn là Đức Chúa Trời. Elihu cũng nổi giận ba bạn của Gióp bởi vì họ chẳng tìm được lẽ đáp lại mà lại định tội cho Gióp. Vả Elihu có đợi Gióp luận xong đặng nói với Gióp bởi vì các người đó đều lớn tuổi hơn mình. Vậy khi Elihu thấy chẳng còn câu trả lời chi nơi miệng của ba người kia nữa, cơn thạnh nộ người bèn phừng lên. Elihu, con trai Barakeen người Busi, bèn cất tiếng lên nói rằng: Tôi đang trẻ, còn các anh là ông già. Vì vậy tôi nhát, không dám tỏ cho các anh biết ý tưởng tôi. Tôi nghĩ rằng, ai đã sống lâu ngày sẽ nói, số năm cao sẽ dạy sự khôn ngoan. Nhưng có thần linh ở trong loài người và hơi thở của đấng toàn năng cho chúng sự khôn sáng. Người tôn trọng chẳng phải khôn ngoan, bậc lão thành chẳng thông hiểu sự công bình. Bởi cớ ấy tôi nói rằng, hãy nghe tôi, phần tôi cũng sẽ tỏ ra ý tưởng của tôi. Kìa, tôi đã chờ đợi nghe lời của các anh, lắng tai nghe những lời luận biện các anh, cho đến khi các anh đã tra xét điều cho xong. Thật, tôi có chăm chỉ nghe các anh, thấy chẳng một ai trong các anh thắng hơn Gióp hoặc đáp lời của người được. Chớ nói rằng, chúng ta tìm được khôn ngoan. Đức Chúa Trời thắng hơn người được, loài người chẳng làm đặng. Vả, Gióp không có tranh luận với tôi. Vậy, tôi sẽ chẳng dùng lời các anh mà đáp lại người. Họ sửng sốt, không đáp chi nữa, đã cạn lời hết tiếng rồi. Tôi há phải chờ đợi vì họ hết nói, không còn trả lời gì nữa sao? Theo phiên tôi cũng sẽ đáp lời chứ, tôi cũng tỏ ra ý tưởng mình chứ. Vì tôi đã đầy dẫy lời nói, trí trong lòng tôi cảm dục tôi nói. Này, lòng tôi như rượu chưa khui, nó gần nứt ra như bầu rượu mới. Tôi sẽ nói và được nhẹ nhàng, tôi sẽ mở môi miệng ra và đáp lời. Tôi sẽ chẳng tư vị ai, không vua nịnh bất kỳ người nào, vì tôi chẳng biết vua nịnh. Nếu vua nịnh, đấng tạo hóa tôi hẳn trừ diệt tôi tức thì. Chương 33. Nhưng vậy, hỡi Gióp, xin hãy nghe diễn thuyết tôi, khá lắng tai nghe các lời nói tôi. Kìa, tôi đã mở miệng ra, lưỡi tôi nói trong họng tôi. Các lời tôi nói sẽ chiếu theo sự chính trực của lòng tôi. Điều tôi biết, lưỡi tôi sẽ nói cách thành thật. Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của đấng toàn năng ban cho tôi sự sống. Nếu đáp được, hãy đáp lại cho tôi. Hãy đứng dậy, bày ra lời của ông tại trước mặt tôi. Hãy xem, đối cùng Đức Chúa Trời, tôi với ông có khác chi? Tôi cũng bởi đất bùn mà ra. Sự oai nghi tôi nào sẽ làm cho ông kinh khiếp, và quyền thế tôi sẽ chẳng đè ép ông. Quả, ông có nói đến tai tôi đã nghe tiếng lời của ông nói rằng: Tôi trong sạch, không có vi phạm, tôi vô tội, và trong lòng tôi chẳng có gian ác gì. Dầu vậy Đức Chúa Trời tìm dịp đối địch tôi, cầm tôi như kẻ thù nghịch Ngài. Ngài riết chân tôi vào cùng và coi chừng đường lối tôi. Này, tôi muốn đáp với ông rằng, trong các lời ấy ông nói vô lý, vì Đức Chúa Trời là lớn hơn loài người. Nhân sao ông tranh luận với Ngài? Ngài không bày giải điều nào Ngài làm, vì Đức Chúa Trời phán một lần hoặc hai lần, nhưng người ta không để ý đến. Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường mình. Bây giờ, Ngài mở lỗ tai loài người, niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy cho họ, hầu cho chở loài người khỏi điều họ toan làm và giấu họ tính kiêu ngạo, cứu linh hồn họ khỏi cái huyệt và mạng sống khỏi bị gươm giết. Loài người nằm trên giường mình,
bị đau đớn sửa phạt và xương cốt người hằng tranh chạm nhau mãi mãi. Miệng người bạn lấy làm gớm ghiếc vật thực và linh hồn người ghét những đồ ăn mỹ vị. Thịt người bị tiêu hao không còn thấy nữa và xương người mà trước chẳng thấy được bèn bị lộ ra. Linh hồn người đến gần cái hầm và sự sống người xích lại kẻ giết. Nếu trong 1000 thiên sứ có 1 thiên sứ làm kẻ truyền giải cho người để chỉ dạy người biết điều ngay thẳng cho người, ác Đức Chúa Trời làm ơn cho người và phán rằng: hãy giải cứu nó khỏi bị sa xuống cái hầm, ta đã tìm đặng giá cứu chuộc rồi. Người sẽ được thẳng da mát thịt như buổi thơ ấu, người trở lại ngày đang thì. Người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời bèn đoái thương người, khiến người vui mừng xem thấy mặt Ngài, và Ngài trả lại sự công bình cho người. Đoạn, người đó sẽ hát trước mặt loài người mà rằng: tôi đã phạm tội, làm hư hoại sự ngay thẳng, song chẳng có ích gì cho tôi. Đức Chúa Trời có giải cứu linh hồn tôi khỏi sa xuống hầm, và sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng. Kìa, các việc ấy Đức Chúa Trời làm cho loài người đến 2 lần hoặc 3 lần, đặng khiến linh hồn người trở lại khỏi cái hầm, hầu cho người được ánh sáng kẻ sống chiếu vào cho. Hỡi Gióp, hãy chăm chỉ nghe tôi, khá làm thinh thì tôi sẽ nói. Nếu ông có điều gì muốn nói, hãy đáp lại tôi. Khá nói, vì tôi muốn xưng ông là công bình. Bằng chẳng, hãy nghe tôi, hãy làm thinh thì tôi sẽ dạy cho ông sự khôn ngoan. Thi Thiên 18. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi và là nơi náu ẩn cao của tôi. Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen, tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Các dây sự chết đã vương vấn tôi, luộc gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi. Những dây âm phủ đã vấn lấy tôi, lưới sự chết hãm bắt tôi. Trong cơn gian truân, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi. Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Bây giờ, đất động và rung, nền các núi cũng lay chuyển và rúng động vì Ngài nổi giận. Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa hực phát ra từ miệng Ngài, làm cho than cháy đỏ. Ngài làm nghiêng lệch các tầng trời và ngự xuống, dưới chân Ngài có vùng đen kịt. Ngài cởi cherubim và bay, Ngài liệng trên cánh của gió. Ngài nhờ sự tối tăm làm nơi ẩn núp mình, dùng các vùng nước tối đen và mây mịt mịt của trời mà bủa chung quanh mình Ngài dường như một cái trại. Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài, ngang qua các mây mịt mịt của Ngài, có phát ra mưa đá và than hực lửa. Đức Giê-hô-va sấm sét trên các tầng trời, đấng chí cao làm cho vang rân tiếng của Ngài. Có mưa đá và than hực lửa. Ngài bắn tên làm cho tản lạc quân thù nghịch tôi, phát chớp nhoáng nhiều khiến chúng nó lạc đường. Hỡi Đức Giê-hô-va, bởi lời hăm he của Ngài, bởi gió xịt ra khỏi lỗ mũi Ngài, đáy biển bèn lộ ra và các nền thế gian bị bày tỏ. Từ trên cao, Ngài giơ tay ra nắm tôi, rút tôi ra khỏi nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch có sức lực, khỏi kẻ ghét tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Trong ngày gian truân, chúng nó xông vào tôi, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi, giải cứu tôi, vì Ngài ưa thích tôi. Đức Giê-hô-va đã thưởng tôi tùy sự công bình tôi, báo tôi theo sự thanh sạch của tay tôi. Vì tôi đã giữ theo các đường lối Đức Giê-hô-va, chẳng có làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời tôi. Vì các mạng lệnh Ngài đều ở trước mặt tôi, còn luật lệ Ngài tôi nào bỏ đâu. Tôi cũng ở trọn vẹn với Ngài, giữ lấy mình khỏi ác. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự thanh sạch của tay tôi trước mặt Ngài. Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại.
đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Đối cùng kẻ thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch lại. Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại. Vì Chúa cứu dân bị khốn khổ, nhưng sụp mắt kẻ tự cao xuống. Chúa thắp ngọn đèn tôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi soi sáng nơi sự tối tăm tôi. Nhờ Ngài tôi sẽ xông ngang qua đạo binh, cậy Đức Chúa Trời tôi sẽ vượt khỏi tường thành. Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn, lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch, Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. Trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ngoại Đức Chúa Trời chúng tôi, ai là hòn đá lớn? Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực và ban bằng đường tôi. Ngài làm cho chân tôi lẹ như chân con nai cái và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi đánh giặc, đến đổi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi và sự hiền từ Chúa đã làm tôi nên sang trọng. Chúa mở rộng đường dưới bước tôi, chân tôi không siêu tó. Tôi rượt đuổi kẻ thù nghịch tôi và theo kịp, chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng nó. Tôi đâm lũng chúng nó, đến nỗi chúng nó không thể dậy lại được. Chúng nó sa ngã dưới chân tôi, vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức lực để chiến, khiến kẻ giấy nghịch cùng tôi xếp rẹp dưới tôi. Chúa cũng khiến kẻ thù nghịch xây lưng cùng tôi, còn những kẻ ghét tôi đã diệt chúng nó rồi. Chúng nó kêu nhưng chẳng có ai cứu cho. Chúng nó kêu cầu Đức Giê-hô-va, song Ngài không đáp lại. Bây giờ tôi đánh nát chúng nó ra nhỏ như bụi bị gió thổi đi. Tôi ném chúng nó ra như bùn ngoài đường. Chúa đã cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự, lập tôi làm đầu các nước. Một dân tộc tôi không quen biết sẽ hầu việc tôi. Vừa khi nghe nói về tôi, chúng nó sẽ phục tôi. Các người ngoại bang sẽ giả bộ vâng theo tôi. Các người ngoại bang sẽ tàn mạc, đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ. Đức Giê-hô-va hằng sống, đáng ngợi khen hòn đá tôi. Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao, tức là Đức Chúa Trời báo oán cho tôi, khiến các dân suy phục tôi. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi. Thật, Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ giấy nghịch cùng tôi và cứu tôi khỏi người hung bạo. Vì vậy, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ ngợi khen Ngài giữa các dân và ca tụng danh của Ngài. Đức Giê-hô-va ban cho vua Ngài sự giải cứu lớn lao và làm ơn cho đấng chịu sức dầu của Ngài, tức là cho David và cho dòng dõi người đến đời đời. Chương 10. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giê-xu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giê-xu lại phán cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn, muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình.
ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này. Ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này, tại sao cha yêu ta? Ý vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Nhưng những lời đó, người Giuđa lại chia phe ra nữa. Phần nhiều trong đám họ nói rằng, người bị quỷ ám, người là điên, sao các ngươi nghe làm chi? Kẻ khác nói rằng, ấy đó chẳng phải là lời nói của một kẻ bị quỷ ám. Quỷ há có thể mở mắt kẻ mù được sao? Tại thành Jerusalem có dự lễ khánh thành đền thờ. Bây giờ là mùa đông. Đức Chúa Giêsu đi dạo trong đền thờ dưới hiên cửa Salomon. Người Giuđa nhóm xung quanh ngài mà nói rằng, Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu Thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta. Ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời. Nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Ta với cha là một. Người Giuđa lại lượm đá đặng ném ngài. Đức Chúa Giêsu phán rằng, Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi cha đến, vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giuđa trả lời rằng, Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn, ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng, Ta đã phán các ngươi là các thần hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây là đấng cha đã biệt ra thánh và sai xuống thế gian nói ta là con Đức Chúa Trời. Cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? Ví bằng ta không làm những việc của cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Chúng còn kiếm cách để bắt ngài nữa, nhưng ngài tránh khỏi tay họ. Đoạn ngài lại sang bên kia sông Giô-đan, đến nơi dân đã làm phép báp têm trước hết và trú tại đó. Có nhiều kẻ đến cùng ngài mà nói rằng, dân chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều dân đã nói về người này là thật. Tại đó có nhiều người tin ngài. Cảm ơn Chúa lời của ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con.
con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.